Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2022 được tổ chức ở một trong những quốc gia có diện tích khá nhỏ trên thế giới. Dân số của Qatar thì chỉ khoảng 3 triệu người, mà số lượng cổ động viên tới đây vào thời điểm này ước tính cũng phải lên tới 2 triệu người rồi. Việc phải chuẩn bị chỗ ăn ở cho rất đông du khách du lịch đã được ban tổ chức của giải đấu chuẩn bị nhiều phương án. Và hãy cùng khám phá những nơi ở thú vị này cùng với biên tập viên Hoàng Cường. Hơn 1.000 chiếc xe caravan đã được huy động để tạo nên một làng cổ động viên bằng xe caravan. Giá ở đây dao động khoảng gần 3 triệu đồng Việt Nam cho mỗi đêm. Đây được coi là mức giá khá rẻ soi mặt bằng chung đầy đắt đỏ trong việc thuê phòng tại Qatar mùa World Cup. Nếu bạn dùng rỉnh túi tiền thì có thể lựa chọn một trong 3 siêu đại du thuyền đang có mặt tại cảng Doha. Giá thì dao động từ khoảng 500 đô cho tới 85.000 đô la Mỹ cho một người một đêm. Và 3 khách sạn nổi này được kỳ vọng sẽ cung cấp khoảng 130.000 chỗ ở trong quãng thời gian diễn ra World Cup. Còn khó quá thì đi cách thành phố khoảng 50 km. 1.800 chiếc lều giữa sa mạc đã được dựng lên, nhưng giá thì không rẻ hơn 200 đô la Mỹ một đêm. Tìm phòng ngủ tại World Cup 2022 đang trở thành cơn đau đầu của rất nhiều các cổ động viên khi tới Qatar thời điểm này. Theo một thống kê thì trung bình một người sẽ phải bỏ ra khoảng 20.000 đô la Mỹ cho việc tìm phòng ngủ, tiền vé bay và cả tiền vé xe bóng đá nữa. Và tại kỳ World Cup năm nay, muốn đến Qatar thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài chính của bạn. Hoàng Cường, phóng viên Đài Truyền Việt Nam, từ Doha, Qatar.